Sau đây bọn con nè bạn sau công một căn club mình xuất sắc bạn khan chụp này yếu bạn đại sao tại rùa thay nick chăm số bằng hai nhầm pìa cam thì photoshop bạn xem rap bọn con đã mình tuân che so bạn bạn này cứ photoshop bạn photoshop mới cứ cf file đấy bạn đại sao công tơ nhầm về sẽ tiếp nhầm đã cf file bạn ở đây dừng đầm lang bạn hay dừng bờ cam thì một bạn nhé bạn dừng khinh phát tiếng bạn nhé mà đầm bay thưa cá cứ dừng chạy cả lành phá bạn dừng vô bị nhu bạn vô bị thành nhú rư cỏ dừng pra keyboard cứ dừng control là sao ăn bạn tụi mình đôi chmua bạn có lẽ như cái đại chmua bạn vô thôi nhưng bạn thà basic thôi bạn 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 này thà dừng riêng làm pi ở có bạn chẳng cái này cứ chia tụm hôm bạn tự tấn bạn này cứ chia cùng po bạn cùng po bạn này cứ chia tụm hôm với tụm hôm đấy hai này cứ chia tụm hôm với chỗ bạn khnạt về cái này cứ khnạt rụp hiếp cứ kỳ cần chia pixel bạn dừng ai đã chia pixel phần tay bây giờ chọn print một cái dừng ai cùng mặt chia sang thì mát thì mi thì mát đây là cái này bạn bạn ta làm ra cả bây giờ cái này cứ resolution bờ sân chỉ dương trong print một cái áo dương đã bị rối bạn phần tay bờ sầm ra rụp hiệp thông đa ấy dương đã tập năng bạn ấy bạn và tôi mới dương trình ok bạn cái dương bàn một bệnh ấy bạn bạn ní cái này ní cái chia cái này print những room bạn cái zoom bạn là những zoom print đấy ta apakah tim mui lơ kê ní cứ chợ bà co sầm rạp tiên pháp đồ bạn thì cái lệnh bạn chẳng cứ vừa chăm bách tờ thật tập ra vì bạn bạn chẳng mấy ai bà co tiếp đi ní chú mô vừa thà rắc thang xưa lá bạn nè nhầm mặt sợi chết thế bạn nhưng chị lưu viên mô màu sẵn đám mô bạn anh ấy cứ chỉ lệ khả nạ cà rế bạn nhưng cô mốt cứ ban cà rê bận này bạn chắc là vía cái chợ bà con muối sầm rạp bằng cà chia ruột bận này bạn chia ruột cà rê ruột ấy xem xén bạn vận tải nó pena để dương đã nó pena để dương chạm bùa chỗ bạn ấy cái chưa lúa bạn nó bị dương rớt bùa bạn ở thời dùng đạn bùa nằm muối hai bộ tập mốt dương thêm mấy dương còn để chạy control delete xong tốt chạy al hay chạy delete al là chỗ hay chạy delete bạn cứ viên đặt bùa dương bạn biết bạn cứ việc bùa hàng lứa bạn control delete cứ bùa hàng crom đấy bạn nhầm xong đồ bùa hàng crom đấy bạn cái này chạy control hay chạy delete cứ việc bùa hàng crom bạn nhưng chạy al hay delete cứ bên này thập dương chưa được hiểu buộc hàng lứa bạn rồi cái dương ở ban ở bếp mắng các bạn đấy dương dương ở ban pra keyboard dương ai thuộc ban được là gì xong từ rồi lại chạm vô sẵn là này này rồi nơi là nhỉ bạn trong bên này thật hàng lứa đi buộc của hòm cứ dương rồi vô ở bọc con là nhỉ bạn cứ dùng vô một click nó cứ bị bỏ họ mọi bạn bàn tay dùng pra keyboard vì lươn chiếc bạn hai áp có nè có bị pra xâm rạp ở cắt rút bạn đấy cắt rút vô chìa riêng bạc mắng nhằm bằng ủ thì họ mới bạn bàn tay xong bị chuyện tích bạn nó phê ban bạc mì hai chắc như khơi nhà sạch lệch ếch nắng bạn chẳng làm bậy đo viết nhưng ai vô lại như bạn đấy vô lại chỉ lên select hay chỉ vô lại này control D bạn đã select rồi phần tay vô lại tiền bạn thế pro ấy pro bên này chụp cho mỗi background pro không ca bằng cần mấy cái dương ở bàn bằng cần layer thay vì mũi layer nó bên này thà đối chiếu phần này tôi bảo vía đầm bay cái mọi chụp một background bạn lấy nhầm xong mà thôi cả back sẵn back control alt z bạn
bạn control alt z bạn lấy đọc sẽ lấy nhé nhóm đạn nơi lại nhé mình tay dừng trong pro keyboard cứ control là sọt đi bạn cứ bật đói mình chắc là đâm bay môn năng dương bằng cột ấy mũi cứ nơi lưu bạc rõn dương bạch bạc bộ vì thế dương bằng cột lấy giờ thầm mấy mùi và dừng chạy lại nhé bạn dừng chạy nơi lại nhé bạn rồi gọi control bạn shift control n bạn 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 lấy giờ thầm mấy mùi ấy rồi còn mũi tiết shift control ha sao anh nó có layer đây này bạn nhưng anh đôi chung một layer bạn được nhé chẳng bắt đầu mó lấy vô ở bộ con này một cú cứ đôi khi tăng tên đi nhằm xong bây giờ cho thế bạn ở thao tổng vuông nhé nhưng cú mó cứ việc nơi mùi ở background đấy cứ việc nơi khăn vuông bạn tổng mối bạn dương chắc là bây tiên với thêm mạch dương trời chạy một lời mù thôn ấy bạn ở nhạc rồi nhé tập những ai phát đồ về bạn nhé nhưng ai tiền bạn tiền trên này nó bạn này chắc nhau mình ưu thịt hò dù rụp hiệp một mũi nằm bởi cạnh bạn ưu thọ mình còn ưu thọ thế bạn mình chẳng làm bây giờ rụp hiệp mình đã cho con ngọ à sẽ là cái cao bởi giới nhưng rồi chập tiền mình mô tiền với hai mà đó chạy cái nơi này cùng tuần lên máu bạn đó lấy những ô chô mô bạn thì bạn rụp hiệp bạn mình chẳng nhầm nhưng do bà con này một cắt lời rụp hiệp ưu thọ thì nhầm chẳng cắt giờ là nhỉ mình chẳng ô ghê lại nhỉ mô bạn ô ghê lại nhỉ hay những thư mệt tiết dương mô chạy cái lệnh nhà này cái nó cứ dương ai cắt bạn này tại cắt bạn này nó cứ dương xôm dương rồi dương bật cắt lấy giờ thay mùi phong bầm chân thế cứ bị chuột mùi rụng đà bạn ok đói sự thật hát ấy bạn viên này chuẩn bé cứ đi sai dương ở bàn bạc cờ lấy giờ môn nhưng cái em xong lộp lấy giờ đi chính em xong bạc đối với cái control alt z bạn bạc đối với bạn vĩnh em cắt bạn có thể em cắt lại dương bạc cờ lấy giờ thứ mấy mũi bạn dương cú hói dương cũng toàn alt cắt dương bạc cờ lấy giờ mùi hai đấy bạn tụi mới dương cắt cắt bởi mình mối dân tiền thì mất mang tiền bán để xa dân sẽ lệnh là lý dựa bày lý dựa bày ở mình rung thế bởi mình mới tiền mất vậy cứ bình đợi đàn xong tu để xa dân vô một cắt nữa lại xong chia sẻ vậy chẳng là nhầm xong lộp rụp hiệp ý cứ dương một cắt nó lấy nhìn thầm đoàn bạn rồi tôi thay nhầm chọn vô tại chỗ này nhẹ bạn mình chẳng cắt mó tụi mình chuyện này bạn hay tiên mà thầm đoàn mó bạn này kịp bạn này xong tôi không bạn cắt bạn bạc mì hái cho bây dương trong bởi rụm với tay dương thơm mình dương cron để chạy bạn rune nó lấy giờ thì pì chắc dương chạy nó lấy giờ thì mũi tiền bạn đấy tiền được cron chắc nó lấy giờ thì pì nó chạy máu dương control là sao thì bạn control sao thì một bạn mình máu chắc cái dương ai prep room bạn bờ sân chỉ dương chạy nó lấy ní kêu về tiền máu bị ắt smart để bạn khi nhé mong con khi nhé tiền máu smart để chắc làm bay smart thì dương thương mệt ở đây nhầm mình thời chó hay nhầm xa đàm bạn bật mình chắc là bắt đầu bị bóng phôn chạy control sau thì bóng phôn trời chạy ship nâng a lấy chốt nó lơ bạch nó lơ keyboard bạn hay bóng phôn tiền bạn thấy nhé rút viết plap đô tùm hôm thế
vì sum tố vì ở pháp đồ trong thi mà thế nơi sum ở hiện đại hãy dừng tầm bay đó này khi dừng rồi chơi enter đó bạn thứ ba này thứ ba mấy chắc là sự không được bóng bóng nó hết tuấn bạn nợ có muốn nhé bạn cứ đôi khi tế rung vong gặp ra đôi khi đấy bạn chắc là nhóm xong bạn nhóm xong lộp tránh lộp nhưng kia mà đã lên các bạn chắc là ập có tí pin cứ ập có xâm rạp cắt rụp bạn ở lỡ ủ thó nó lên chúng ta cắt ốp con này cắt để bật click bạn ở thằng ta có lấy và thế nhưng click muối và đó lấy click mũi tiết ô máu ở bàn chạy tế mà đó đấy nhưng bên trong bàn tầm nó chạy click muối click nên cứ màu càng xuế mà đó lấy click mũi tiết và thay nhưng trong bàn là phần năng thế chẳng những ô máu đó chuẩn mực đầu một vía nhưng bỏ bóng bộ nó khơi nhé khơi nhà chuẩn mực việc đó em xong zoom để sẵn mình hãy bật đây xong tốt zoom tới giờ đó xong rồi bạn zoom tới bị chuộng một lần bạn một lần tiếp chạy máu bóng bóng khơi cho mấy vòng mũi tôi mũi là kia nó có hai viên đang nhưng click tới viên đang chạy bạn mình tốt mà không ca ca rút cái dương tra đã phía bịa bịa bảo viên đồng bày mơ của mọi sợ đang thật rút hiếp mang cạnh trong mơ tới cứ đôi dự rút hiếp bật về ở khơi nhập sản nam cạnh sẽ bảo vệ tốt bị dương đi hai dương cho ship bạn nhưng chạy ship hay elf và mùi bạn ship elf và mùi viên đang tranh filter selection bạn này tập hiệp địa bảo vía đầm bầy của mọi mơ khinh đi snam cắt cho bác ở vị si cho mùi bài cron anh ấy đã pi đã bay ấy tam thì dương chẳng đã thống việc địa ăn là khăn bạn nó pi nó hay những tiền mà những tiền việc đã nó sẽ là cái cao bao nhiêu bạn bóng bóng khơi nhé khi nhạc kim kim với bịa bịa bạn chẳng là bóng bóng vô bị ốp có một gì hay chẳng là ốp có bạn mấy ốp có tìm bì nhé ốp có tìm mũi nhé có đứa kia đá ốp có xong rạp cạn được nhé bạn ta sự thật ta khi cạn bẹp mạch ốp có những cái cạn bẹp cú để dừng cú bệnh chẳng dừng con đặt click về chuột máu bạn ô về tầm đó bạn thứ ba này cắt ba này thấy nhé bạn hay là opoco mũi tiệt mình thì mũi thì pi rồi vậy opoco thì bấy cái chữ opoco xem rap cắt đấy chứ mà nhầm rap bóng phốn bạn opoco này mơ tới cứ miền để chọn những chiếc ốp có cắt đặc biệt để chọn còn ta click mùi hay tụi mốt ô vì tới việc khi snap bị chọn chuột bạn bộ quân khí nhé bà về miền trung mọi vì chuột sập tầm đó ta ní dương cho pin lốp vĩnh lốp mạnh lốp pin chích bẹt bạn bẹt nhé bạn bẹt hay thoi tạm biệt đấy bạn nhé nó biết đâu chúng mọi dương trong bán với trên nhà sồn địch nhé vòng 4 click tới bạn này bạn ấy bạn chơi như bạn scroll up có bấy nhưng chơi bằng cờ nó select cá hay năng up có chấm muốn bấy bạn chắc là nhưng mình prap pi biết xíu hay ở nằm trên cõi dương năng xuất sang pi up có bằng thêm tiết chẳng là phê để dừng sale
ពណ៌ background សុំ និយាយ ពី ពណ៌ background តិច background យើង ចង់ បដូរ ពណ៌ ក៏ បាន យើង ដាក់ បាទ យើង ចុច លើ background ទៅ យើង អាច បដូរ ទៅ ពណ៌ អី ក៏ បាន ដែរ បាទ បាទ យើង អាច បដូរ ពណ៌ បាន តាម ពណ៌ យើង រើស មិញ អញ្ចឹង បៀប save គឺ បងប្អូន ដើម្បី save ជា file មាន 2 ការ save អញ្ចឹង ទី 1 save ជា file Photoshop file Photoshop ហ្នឹង គឺ ជា file ដែល យើង save ហើយ យើង អាច កែ ប្រែ បាន ប៉ុន្តែ មួយ ទៀត save ជា file រូបភាព បាទ តោះ ឥឡូវ ខ្ញុំ រៀន ទាំង 2 បៀប save បាទ ចុច លេញ មក ចុច ពាក្យ save អះ បាទ ទី 1 នេះ គឺ វា ចេញ ជា file Photoshop នេះ វា ដាក់ ថា Photoshop PSD បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ basic tool ហើយ ខ្ញុំ ដាក់ នៅ លើ desktop បាទ ហើយ ចុច ពាក្យ save បាទ អត់ មាន អី ច្រើន ទេ គឺ ប៉ុណ្ណឹង បាន ហើយ save មួយ ទៀត ខ្ញុំ save មួយ ទៀត ខ្ញុំ យក save as ដូច គ្នា មួយ ទៀត ខ្ញុំ save ជា file រូបភាព file រូបភាព បាន ន័យ ថា យើង អត់ អាច កែ ប្រែ បាន ទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចុច ខ្លាញ់ នេះ រើស យក ពាក្យ ថា JPEG បាទ នេះ នេះ យក អស់ មក នេះ បាទ មក បន្ទាប់ មក ខ្ញុំ ដាក់ នៅ លើ desktop ដូច គ្នា ខ្ញុំ save ហើយ វា ចេញ ផ្ទាំង បែប នេះ មក យើង ចុច OK ទៅ OK បាទ ចប់ អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា ការ save បាទ នេះ គឺ ជា file រូបភាព មិញ អញ្ចឹង file រូបភាព គឺ យើង អត់ អាច កែ ប្រែ បាន ទេ សូម រង ចាំ តិច សារ វា យឺត បាទ នេះ គឺ យើង save បាន ហើយ បាទ នេះ យើង បាន បង្កើត មិញ យើង អត់ អាច កែ ប្រែ វា បាន ទេ យើង អាច ទាញ បាន ទេ ជា រូបភាព តម្ដង មួយ ទៀត បាទ គឺ ជា file នេះ មាន រូប Photoshop បាទ នៅ ពេល ដែល យើង ចង់ កែ ប្រែ វា គឺ យើង គ្រាន់ តែ ចុច ឥឡូវ ខ្ញុំ សុំ ខ្វែង នេះ ចេញ គ្រាន់ តែ ចុច លើ file វា ទៅ យើង អាច កែ ប្រែ បាន វា នឹង ចូល ទៅ ក្នុង កម្មវិធី Photoshop Auto តម្ដង ហើយ យើង អាច កែ ប្រែ ដោយ អត់ ពិបាក អញ្ចឹង ណា នៅ file រូបភាព វា ត្រូវ ការ កាត់ អី ម្ដង ទៀត អញ្ចឹង បាទ ឧទាហរណ៍ នេះ យើង អត់ ចង់ បាន នៅ ឡើយ នេះ ទេ យើង ចង់ នៅ ឡើយ ផ្សេង អញ្ចឹង យើង ចង់ នៅ ឡើយ ផ្សេង យើង ទាញ វា មក មក យើង ដាក់ ឡើយ នេះ ម្ដង នេះ យើង ដាក់ ឡើយ នេះ ម្ដង បាទ អញ្ចឹង បាទ អញ្ចឹង មេ រៀន ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ សូម បញ្ចប់ សិន អរគុណ សម្រាប់ ការ តាម ដាន ទស្សនា របស់ អស់ លោក អ្នក បងប្អូន តាំង ពី ដើម រហូត ដល់ ចប់ ថ្ងៃ ក្រោយ យើង នឹង រៀន អំពី ឧបករណ៍ បន្ត ទៀត ជា ច្រើន ទៀត បាទ ដើម្បី យើង បាន យល់ អំពី មូលដ្ឋាន គ្រឹះ នៃ ឧបករណ៍ បាទ អរគុណ កុំ ភ្លេច ជួយ ចុច Subscribe និង សញ្ញា រូប កណ្ដឹង ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ៗ អំពី Channel របស់ ខ្ញុំ បាទ អរគុណ ច្រើន ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ ទៀត